các cách để có thể tán đổ người phụ nữ lớn tuổi, auto thành công. Các bạn thân mến, tình yêu thì xuất phát từ cảm xúc, nên không khó để có thể thấy được rằng một người đàn ông lại đi yêu một người phụ nữ hơn tuổi mình. Tuy nhiên là chúng ta cũng phải chấp nhận một sự thật rằng việc tán tỉnh những người phụ nữ lớn tuổi hơn mình có thể sẽ có một chút khó khăn hơn. Và nếu như điều này xảy ra với bạn, thì hãy cùng với chúng tôi chia sẻ trong video về ngày hôm nay. Đó là với chủ đề những cách nhắn tin, những cách tán tỉnh người phụ nữ lớn tuổi mà khiến cho người phụ nữ ấy đổ gục không lối thoát. Hãy cùng chúng tôi chia sẻ ngay sau đây nhé. Câu hỏi đầu tiên chắc chắn và là chủ đề chính của chúng ta, đó chính là làm thế nào để tán đổ các chị gái đây. Điều đầu tiên là chúng ta sẽ phải thấu hiểu tâm lý của các chị em đã. Hãy thể hiện sự quan tâm là điều đầu tiên để mà tán đổ người phụ nữ. Phụ nữ dù bao nhiêu tuổi cũng vẫn cần sự quan tâm, họ còn muốn tỏ tình cả đời cơ. Khi mà nhìn vào các chàng phi công thì thông thường các cô nàng hay có những định kiến nhất định, bởi vì họ cho rằng đối phương thiếu tinh tế và không có trách nhiệm chăm sóc người khác. Vì vậy mà tất cả những gì bạn làm đó là chứng minh cho cô ấy thấy rằng bạn không phải là người đàn ông như vậy. Điều này sẽ được thể hiện qua hành vi đơn giản và tinh tế. Đầu tiên là hãy quan sát và nhận ra thói quen và sở thích của người phụ nữ này. Ví dụ như là bạn có thể đề nghị nấu những món ăn yêu thích của cô ấy. Hãy chứng minh mình là một người lớn. Nếu như bạn đang đứng trước một cô gái hơn tuổi thì đừng thiếu tự tin. Điều này khiến cho cô ấy cảm thấy bạn chẳng khác gì một đứa trẻ con cả, vắt mũi chưa sạch mà dám tán chị à. Bạn cho cô ấy thấy bạn là một người trưởng thành, một người đàn ông thực thụ. Bạn cần thể hiện lòng dũng cảm và chịu trách nhiệm về mối quan hệ của mình, chín chắn trong cách ăn mặc này, lời nói, suy nghĩ và thái độ. Nếu không thì mọi người sẽ nhìn bạn như là một đôi đũa lệch. Cô ấy cũng sẽ thấy rằng bạn đang đùa giỡn và không nghiêm túc trong mối quan hệ này. Thứ nữa là hãy thể hiện sự tế nhị và sự tinh tế. Khi yêu một người hơn tuổi thì chắc chắn bạn sẽ bị trêu chọc rất nhiều bởi bạn bè mình, và cô ấy sẽ nhận ra điều đó khi mà hai bạn hẹn hò công khai. Trong trường hợp này, sự nhạy cảm và tế nhị của bạn là điều rất cần thiết để giúp bạn vượt qua sự mặc cảm và tự tin yêu người phụ nữ này. Cũng đừng quá chú ý đến vấn đề xưng hô chị em hay là anh em. Xét cho cùng thì cách mà các bạn gọi nhau cũng chỉ là một cách giao tiếp thôi. Vì vậy cũng đừng quá coi trọng và áp lực việc này, nó sẽ khiến bạn bỏ lỡ đi rất nhiều điều đấy. Trong giai đoạn tán tỉnh phụ nữ hơn tuổi, hãy cứ dùng cái cách mà các bạn cảm thấy tự nhiên nhất để xưng hô với nhau. Thi thoảng cao hứng muốn đổi thì cứ tự nhiên đổi. Có thể là xưng tên cá nhân này, hoặc là gọi chị xưng là em cũng không sao cả. Chỉ là cách chúng ta gọi nhau thôi. Mục đích ở đây là chúng ta chinh phục được người phụ nữ này, chứ đâu phải mục đích là để chúng ta gọi nhau bằng từ gì đâu. Hãy chứng minh cho người phụ nữ này thấy mình cũng có sự nghiệp riêng, cũng có sự nghiệp vững chắc. Một người phụ nữ trưởng thành thì sẽ không dám yêu một người không có sự nghiệp. Tất nhiên, khi bạn còn trẻ và sự nghiệp không bằng cô ấy, điều đó dễ khiến các cô nàng nghĩ rằng bạn đang tìm đến họ chỉ vì muốn tìm kiếm một sugar mommy cho mình, tức là một người phụ nữ bao nuôi. Hãy chứng minh điều đó với cô ấy bằng cách có một sự nghiệp rực rỡ và vững chắc, đồng thời khiến cho người phụ nữ cảm thấy có thể tin tưởng vào bạn thay vì phải dựa dẫm vào các sugar daddy. Nếu như bạn không có sự nghiệp thì hãy thể hiện mình là người thành đạt và ít nhất là có tiềm năng, có năng lực để thể hiện, để thực hiện được những ước mơ, những công việc trong cuộc sống. Bạn có một tương lai tươi sáng và có thể bảo vệ được cô ấy, chứ không phải bạn đến với cô ấy là để bám víu vào váy đàn bà. Hãy tôn trọng người phụ nữ này trong mọi hoàn cảnh cũng là một trong những bí kíp quan trọng. Một phần quan trọng của việc tán tỉnh những cô gái lớn tuổi là phải tôn trọng cô ấy. Ngay cả trong bất cứ một mối quan hệ nào, việc trở nên quan trọng sẽ khiến cho đối phương cảm thấy thoải mái hơn là với chính họ. Chính vì vậy, phụ nữ lớn tuổi đặc biệt là phải coi trọng sự tôn trọng đối với cô đấy các bạn nhé. Lưu ý nữa là hãy xen kẽ sự lãng mạn và sự trẻ trung. Tâm lý của các cô gái rất là phức tạp. Họ không chỉ muốn có một người lớn tuổi hơn mình, chững chạc hơn như chúng tôi vừa chia sẻ đâu, một người vững chắc để dựa vào. Thế nhưng ngược lại, họ cũng lại thích những chàng trai trẻ trung hài hước. Chính vì vậy mà ngoài việc chứng tỏ bạn là một người đàn ông trưởng thành, thì còn phải duy trì được sự trẻ trung năng động nữa. Cô ấy sẽ thấy bạn hấp dẫn theo cái cách mà những người đàn ông lớn tuổi không có. Vậy thì đâu là những cách nhắn tin, những câu nói thả thính khiến cho phụ nữ lớn tuổi chỉ có rụng ầm ầm? Và dưới đây là một vài những tin nhắn gửi đến những người phụ nữ lớn tuổi hơn mình, tỷ lệ chỉ có thành công 100%. Có thể mồm thì nói không thích,
hoặc mồm thì bảo các bạn đang sáo rỗng, nhưng trong tâm can thì 100% không có người phụ nữ nào không cảm thấy thích thú khi mà được những chàng trai trẻ nhắn cho những tin như thế này. Ví dụ như là: trong những đường cong trên cơ thể của chị, em thích nụ cười của chị nhất. Ngày hôm nay của em rất tệ, mãi đến khi nhắn tin với chị em mới thấy đỡ hơn một chút. Nếu em là con bạch tuộc thì cả ba trái tim của em đều thuộc về chị. Em lục tung hết rồi, không có từ nào trong từ điển diễn tả hết được vẻ đẹp của chị cả. Cho em xin một tấm ảnh với, em muốn chứng minh cho lũ bạn em thấy thiên thần là có thật, duyên dáng, thông minh, đẹp trai, đó là tất cả những gì về em. Nói thêm cho em biết vài điều về chị đi. Chị là Google à? Sao cái gì chị cũng biết thế? Hôm nay trông chị thật đẹp. Hôm nay em không gặp chị, nhưng em biết ngày nào chị cũng đẹp. Em biết điều đó rất khó khăn, nhưng mà thôi, đừng có nghĩ về em nữa nha. Hát hơi mãi em mệt quá. Chị có bị đau không? Ý em là lúc mà chị rơi từ trên thiên đàng xuống ấy. Hôm ấy là một ngày trời rất đẹp, nhưng không đẹp bằng chị. Em muốn mình là lý do khiến chị nhìn vào điện thoại và mỉm cười mỗi ngày. Điểm yếu à? Điểm yếu của em chính là chị. Một điểm yếu mà em không bao giờ muốn cải thiện. Chị có khỏe wifi không? Sao cứ nhìn thấy chị là em muốn kết nối? Nếu như vẻ ngoài của ai đó có thể giết người thì chị sẽ là vũ khí giết người hàng loạt. Em đang xem một bộ phim để bớt nhớ nhung về chị. Phim đó có tên là Nhiệm vụ bất khả thi. Không người phụ nữ nào có thể cạnh em với chị. Em mong chị hiểu điều đó. Nụ cười của chị có thể thắp sáng cả cái thành phố này mất. Bất kể có bao nhiêu mây mù, chị đi đến đâu, nắng cũng theo đến đó. Em nghĩ mình cần hẹn hò ngay lập tức. Em sẽ đến đón chị vào lúc 7 giờ tối nhé. Hai đứa mình chỉ là bạn, chính là điều vô lý nhất trên cái thế giới này. Mỗi lần nhìn thấy chị cười, em lại tan chảy đi một ít. Cố lên cô gái, chị sắp có được em rồi đấy. Mọi thứ trong cuộc sống của em đều hỗn loạn, chỉ có chị là điều duy nhất có ý nghĩa. Và vân vân, vẫn còn vô số những câu nói thả thính khác mà tôi tin rằng với trí thông minh và tưởng tượng, cũng như là với một tâm hồn tán tỉnh của các bạn, thì các bạn cũng sẽ có thể thả thính được người phụ nữ. Và để mà nói văn mẫu những câu này thì nó là vô cùng. Thế nhưng sẽ có một số điều nên và điều không nên khi tán người phụ nữ lớn tuổi mà chúng tôi muốn vạch ra cho bạn. Sẽ dễ dàng tỏ tình với một cô gái hơn tuổi nếu như bạn kiên nhẫn và nắm vững tâm lý, nắm vững tính cách của cô ấy. Ngoài ra có một số điều mà bạn không thể bỏ qua, bởi vì nó thực sự ảnh hưởng lớn đến quá trình chinh phục trái tim người phụ nữ này. Hãy cùng với chúng tôi điểm qua một vài điều nhé. Thứ nhất là đừng bao giờ coi họ là những bà già. Phụ nữ thì không bao giờ muốn nghĩ là mình già cả, thế nên đừng bao giờ ngu ngốc mà chạm vào cái điểm nhạy cảm này bên trong họ. Cũng đừng bao giờ nghĩ rằng họ đã quá già, bởi vì phụ nữ thì dù bao nhiêu tuổi, nhưng trong tình yêu vẫn luôn mềm yếu và luôn cần một bờ vai để che chở. Nếu như bạn muốn chinh phục họ, hãy là một người đàn ông bản lĩnh và chuẩn bị trở thành chỗ dựa vững chắc cho cô ấy. Đừng ám ảnh quá lớn việc cô đấy là một người phụ nữ đã hơn tuổi mình. Lưu ý thứ hai khi mà tán tỉnh một người phụ nữ hơn tuổi, đó là hãy kiên trì vượt qua những thử thách của cô ấy. Phụ nữ hơn tuổi họ rất cẩn trọng trong mối quan hệ của mình, đặc biệt là chuyện tình cảm, nên là có thể là cô ấy sẽ bày ra nhiều tình huống để thử độ chân thành và độ kiên trì của bạn. Nếu như muốn chiếm được trái tim của nàng thì không còn cách nào khác, đó là bạn phải luôn bình tĩnh, tìm cách gần gũi với cô ấy một cách chậm nhưng mà chắc. Nếu như bạn thực sự muốn cô ấy trở thành người phụ nữ trong đời mình, thì việc dành thời gian lắng nghe những gì mà cô ấy nói là một điều nên làm. Hãy cố gắng kiên trì vượt qua thử thách của cô ấy nhé. Một vài những quy tắc hẹn hò với người phụ nữ lớn tuổi như sau này. Lý do mà số 1 khiến cho đàn ông trẻ tuổi được người phụ nữ lớn tuổi chú ý, chính là bởi vẻ trẻ trung, sự nhiệt tình, lạc quan và tràn đầy năng lượng của các anh. Ưu điểm này đôi khi có thể biến thành nhược điểm nếu như bạn không biết cách kiềm chế phần trẻ con của mình. Cách tốt nhất để chinh phục phụ nữ hơn tuổi đó là phải lên kế hoạch, thể hiện được sự bất ngờ nhưng cũng vẫn phải cẩn trọng. Dù không muốn nhưng mà bạn cũng phải chấp nhận một sự thật rằng những người phụ nữ hơn tuổi thì họ có nhiều kinh nghiệm hơn bạn, kể cả trong cuộc sống và trong tình yêu. Cô ấy sẽ dễ dàng nhận ra mong muốn của bạn. Vì vậy, một nguyên tắc quan trọng khi hẹn hò với người phụ nữ này đó là phải luôn khiêm tốn và phải trung thực. Đừng bao giờ nghĩ rằng phụ nữ lớn tuổi kém lãng mạn hơn các cô gái tuổi teen nhé. Là phụ nữ thì ai cũng muốn được nâng niu, ai cũng muốn được chiều chuộng, ai cũng muốn được coi mình như công chúa. Mời cô ấy đi ăn tối trong một nhà hàng dưới ánh nến sẽ giúp bạn gần gũi với cô ấy hơn rất nhiều đấy.
Vừa rồi là những lưu ý và một vài những tip nhỏ mà chúng tôi muốn gửi đến các bạn. Nếu bạn là một chàng phi công và muốn lái máy bay thì cũng nên xem xét và có thể chia sẻ với chúng tôi một vài những kinh nghiệm hơn, sự kiên nhẫn và thấu hiểu trong cách nhắn tin với người phụ nữ hơn tuổi sẽ giúp bạn dễ dàng chiếm được trái tim của cô ấy. Chúc cho các bạn sớm thành công và có được người phụ nữ mà mình mong muốn. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã lắng nghe. Hy vọng rằng với những lời chia sẻ này đang giúp bạn đạt được mục đích của mình trong mối quan hệ sắp tới. Thời lượng của video đến đây đã hết rồi. Quý vị cùng bớt chút thời gian đọc và nhấn nút yêu thích để đăng ký kênh, ủng hộ và cũng là động lực cho đội ngũ biên tập có thêm nhiều video hay và bổ ích hơn nữa. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.